Sao cái gì mà nhà tối thui vậy nè? Giờ này không ai trong nhà mà tối thui vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Út làm gì vậy Út? Anh hai làm em giật mình, anh hai làm gì vậy? Cái câu này anh hai hỏi mày mới đúng á. Tự nhiên giờ này 6, 7 giờ rồi không lo ăn cơm, ăn nước. Ngồi một đống trên đình rồi lấy cái mền đắp vô nữa. Làm hết hồn hết vía à. Em bị bệnh mà sáng giờ không có đi làm được đâu. Bệnh gì? Sao nữa? Ôi ơi, em mệt trong người, em đau âm ỉ, em mất rồi. Khó chịu, buồn nôn, chóng mặt. Mấy cái triệu chứng đó y chang trong phim. Trời ơi. Là anh... có bầu chứ còn gì nữa. Anh hai ơi, cái đó là trong phim, còn nó đây ngoài đời. Bây giờ nói thiệt đi, bị cái gì? Em lạnh run muốn chết đây nè, em còn bị sốt nữa nè, anh coi coi. Cái gì? Mấy cái vụ sốt này là phải đi bác sĩ thử máu mới được nha. Dạ. Không có là ỷ y được nha. Dạ. Biết bệnh gì đâu. Dạ. Đi đi leo lưng, lưng lưng. Anh cổng hả? Leo. Được không? Lẹ đi. Sốt mà trời. Anh rời khỏi cái mền em lạnh anh hai ơi. Khoan. Cái gì nữa? Thôi thôi bây giờ nè. Đây. Thôi, đâu phải 3-4 tuổi đâu mà ẩm kẹp nách. Chứ giờ muốn gì? Anh làm ơn ra lấy xe anh chở em giùm đi. Trời rồi, ơi. Được rồi, ra lấy xe liền. Giật nữa. Anh ơi. Cái gì? Cái gì em cầm theo cái mền quấn được không? Lạnh quá à. Được. Rồi giờ than đó, biết bệnh rồi đó. Sáng lá gan, vừa lòng chưa? Đó giờ còn ăn thích ăn đồ sống nữa không? Món ăn khoái khẩu nữa không? Anh mắc cười cái món ngon của người ta mà. Món ngon hay lắm. Ăn nhiều vô. Ăn nhiều thiệt nhiều vô cho nó phát triển. Nghe nói là mấy con dung đó đó, có con dài 8 mét. Có người phát hiện ra dài cả cây số luôn. Trời ơi anh mắc cười, con dung mà làm cho con đường quốc lộ vậy, cái cây số đầu ra. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp. Hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin kính chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Khi nói đến sáng lá gan thì chúng ta biết ngay đây là một cái loại bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng. Và ký sinh trùng đặt tên luôn là sáng lá, nó khu trú và nó gây bệnh ở gan. Đối với sáng lá gan nhỏ thì phải từ 300 ký sinh thì nó mới có thể gây các biểu hiện rõ cho chúng ta thấy. Còn dưới 300 thì gần như là nó không có biểu hiện gì hết. Chính vì vậy chúng ta sẽ mang cái ấu trùng trong gan và nó đi ra ngoài phân và tiếp tục lây nhiễm qua ra môi trường bên ngoài. Đối với sáng lá gan lớn thì xâm nhập vào cơ thể trong một cái thời gian ngắn hơn thì nó bắt đầu nó gây bệnh. Các cái triệu chứng của nó là nó sẽ có cái rối loạn tiêu hóa, đau bụng như là khó tiêu, như ở hơi và nôn, cũng như là nó làm cho vàng da, vàng mắt và ngứa ở ngoài da. Đối với một số trường hợp khi nó đã thành áp xe thì các cái triệu chứng nó sẽ nặng nề hơn. Đó là có thể gây sốt, sốt rất cao và kèm theo cái sốt cao này nó sẽ vàng da rất nhanh. Đối với trong cái trường hợp mà chúng ta bị sáng lá gan rồi đó thì cái việc điều trị là phải tuân thủ cái điều trị tuyệt đối. Thời gian điều trị phải dài và người ta sử dụng các cái loại kháng ký sinh trùng. Khi sử dụng các cái loại kháng ký sinh trùng này nó gây khó chịu rất nhiều và thường thường người bệnh dễ dàng bỏ thuốc. Và chính vì vậy nó gây nguy hiểm cho người bệnh khi tiếp tục nó tồn tại trong cơ thể người. Ngoài ra đó thì người ta phải điều trị triệu chứng. Khi có nôn, buồn nôn hoặc nó gây rối loạn chức năng gan, nó gây vàng da, gây ngứa thì người ta sẽ phải điều trị những cái rối loạn này. Để ngăn ngừa nhiễm sáng lá gan nói riêng hay là nhiễm ký sinh trùng truyền nhiễm nói chung thì chúng ta phải ăn chín uống sôi. Riêng ốc tuyệt đối đừng bao giờ chúng ta ăn sống. Cá sống thì có thể được, nhưng mà ốc thì hoàn toàn không nên. Bởi vì dầu phương pháp nào đi nữa, trong cái cấu trúc của con ốc nó vẫn còn tồn tại những cái sáng lá để có thể xâm nhập vào cơ thể. Ngoài ra nữa đó, khi chúng ta vận động và cái chế độ dinh dưỡng chúng ta phù hợp, cân bằng thì cái hoạt động cơ thể nó sẽ tốt hơn. Nhất là khi nếu mà chúng ta vô tình chúng ta nhiễm, nhưng mà khi đến cái hệ thống đường ruột nó có thể phần nào nó giảm độc lực thì sẽ tốt hơn. Còn nếu không, trong cái thực phẩm mà chúng ta ăn thiếu cân bằng, thiếu sự đa dạng, nó thiếu các cái thành phần để giúp tái tạo tế bào gan, nó làm cho cái mô gan dễ bị rối loạn, đồng thời dễ bị viêm nhiễm thì cái nguy cơ nó sẽ càng cao hơn. Xin cảm ơn sự chú ý và lắng nghe của tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại ở số phát sóng sau.